tôi mà đi biết hết tất cả đó, thế giới thân tâm đó, đều quên hết á. Mà nếu mà thiệt như vậy đó là được chiến thắng, có thể thực hiện có cái vô liên gì đó, nhưng mà ta thì gặp xe cái chúng ta đánh mặt bạc tài được. Nhưng mà đó nếu còn cái yếu tố ăn được và còn cái biết đó chứ không phải là coi cái vô tham nó là kinh tham nó thì á con tôi người thường nó đứng lên chỗ này cũng khó lắm à. Nhưng mà bây giờ đó thì đừng có biết nữa à, cứ tập phải đòi hỏi coi à cảnh giới gì vậy chặt con chặt con cái biết nó là những người là chặt bệnh cái ý thức không được rồi cái gì phía sau thì tôi trả lời cái món nói tôi nó tự mật nó đừng ra cái biết nó không phải là chết biết gì vậy bởi vì nó khóc không gian thời gian gọi là tránh chúng kia. Tôi biết bây giờ là chỗ này khi chỗ kia bắt đi chết khi sao bắt đi sao đi chết chứ mất đi nha. Sáng là cái cảm giác sai lầm với vậy cái đó thực là do cái vọng tưởng tham gia nó tất cả như ta tạo đó đó nhưng mà sự thật thì nó không có ngại gì chỉ có chuyện đó thực chất với tôi đó thì nó là không có ngại gì đang tính cậu chưa kèm không có lo tôi lành chung gì hết á chỉ lo một loại đào đó liên tiếp hoài thôi đó cũng như mà luật tổ nói đấy dĩ tạc chân tánh không trần thiền định giải thoát thiền định giải thoát cũng còn không trần cũng là mà cái việc mà lâm chung nếu mà lo cái việc lâm chung ấy thì tham thiền tham được rất là khác về công tác chứng minh lại không bao giờ rất là khác và thật khác mà vật pháp là không tự lượng sinh tử có định đặt gì và cũng là đúng rằng là con nó nói nhưng trong bộ của con nó vừa nghĩ là nói có cũng được mà nói không cũng được nếu nói có là tại vì do thực hiện bất giác người tại vì tâm tạo ra nhất thiết với tâm tạng nó hiểu ra nghe pháp được mà nghe chung thế rồi nhà sư cua nói có nói không người bây giờ á nói vô một niệm bất giác rồi mới có làm chúng sinh mới có sanh tử á mà nói một niệm bất giác là trước kia giác bây giờ hình thành một niệm bất giác phải không nếu là trước kia giác trước kia là phật rồi phật hình thành bất giác trở lại thành chúng sanh vậy chúng sanh tu tới thành phật rồi đó cũng vô ích sau này cũng hãy một niệm bất giác để thành chúng sanh nữa
Bây giờ nói là nó có cũng được, nó không cũng được. Cái đó là chư Phật chư tổ đã chiến thắng rồi đó. Được nói như vậy được. Bây giờ mình á còn chấp có chấp không á, mình nói như vậy là không được. Bởi vậy á, chư Phật nó có mà không có cho là có. Chư Phật nói không á, không có cho là không. Bây giờ á, mình nói có là cho là có, nói không cho là không. Làm sao nói mà nó có cũng được, nó không cũng được là sai. Bởi vậy cái chấp tâm của mình chưa có chấp hết. Chư Phật đó thì nói được. Bởi vậy chư Phật là chấp tâm lại hết rồi. Rồi nói cái chư Phật đó là chỉ là theo cái lời nói thế gian mà nói thôi. Gọi là phê lưu tư tưởng đó. Ở trong kinh Đại Niết Bàn đó, Phật á, Maha Kakit á, là lại dẫn cho tình cơ hỏi Phật á. Nói là, sao mà bực thanh á, có đen đảo tưởng, mà không có phiền não. Mà chúng sinh á, có đen đảo tưởng, mà có phiền não. Tại sao vậy? Phật nói, tại sao nói bực thanh có đen đảo tưởng? Ca Diếp nói, thì bực thanh á, thấy con trâu cũng gọi là con trâu, thấy con ngựa cũng gọi là con ngựa. Hả? Thì không phải là đen đảo tưởng đâu. Thì Phật nói giải thích đó, cái tưởng đó có hai thứ, một thứ là thế lưu vô tưởng, tức là thế gian đã lưu hành có cái tên gọi như vậy rồi đó, cái tên nói như vậy. Một thứ kêu bằng trước tưởng, tức là cái ý chắc trước cho là thật. Tôi nói cho là thật đó, chứ không phải là giả đâu. Ha. Nếu mà chấp cái giả là thật, cũng là chấp thật. Chấp cái giả là thật giả đó, cũng là chấp thật, cũng là cái định chấp trước đó. Bậc thánh á, chỉ có thế lưu vô tưởng, không có trước tưởng. Cho nên á, không có phiền não. Còn á, chúng sanh á, ở nơi thế lưu vô tưởng, sanh ra trước tưởng. Cho nên mới có phiền não. Thì á, bậc thánh theo thế gian người ta nói có thì cũng nói có, thế gian nói không cũng nói không, nhưng mà chỉ là có thế lưu vô tưởng thôi, không có trước tưởng. Còn chúng ta nói tới có thì chắc trước tới có, nói tới không thì chắc trước tới không, nói tới chân thì chắc trước tới chân, nói tới giả thì chắc trước tới giả. Và ở trong các thế lưu vô tưởng sanh ra các đức tưởng, cho nên chúng ta chịu thảo sinh tạo. Cho nên nó nói là có tính lực, nó là không thành được, nó là không phải rồi đó.
là ở trong cái lô bố tưởng đã sinh ra chức tưởng. Ừ. Có một vị người công giáo, gia đình đã có nhiều người theo đường lối thăng tử từ chừng rồi, nhưng riêng vị này còn có nhiều thắc mắc và nhờ con hỏi dùng hai câu hỏi. Câu thứ nhất, khi uống thuốc chữa bệnh thì những vi sinh vật như sán rải, vi trùng bị giết, như thế thì sẽ hiểu thế nào về việc phát sinh đối với người Phật tử? Câu thứ hai, con người sinh ra sống để làm gì? Tôi nghe phải tự hiểu. Cái câu hỏi thứ nhất đó thì nó mâu thuẫn cũng như tất cả vấn đề khác à. Bây giờ đó vũ trụ vạn vật tất cả đó đều vô tâm tạo đó à. Thì tôi đã có giảng đó, nhắm mắt chim bao và mở mắt chim bao. Ở trong lược giải mà Bát Nhã Tâm Kinh á cũng có nói đó ha. Bây giờ mình rõ ràng thấy có sanh có tử nè, có già có chết nè, mà ở Bát Nhã Tâm Kinh nói vô lão tử vật vô lão tử tặng, tức là không có già không có chết. Vậy á Phật Thích Ca nói không đúng sao? Rõ ràng là có già có chết, tại sao mà nói không có già không có chết? Bây giờ mình ai cũng biết à, cũng thấy có sanh có tử nè, sanh tử luân hồi. Thì tôi đã có giải thích ở Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bây giờ mình á, tại sao mình thấy có sanh có tử à, có già có chết, là tại cái con mắt bệnh. Kinh Lăng Nghiêm nói đó, cái con mắt bệnh đã thành từ vô thủy rồi à, môi thấy cái này cái kia đó, tưng hà đại địa à, nhà đầu xe hơi cái này cái kia, vũ trụ vạn vật là tại bệnh. Cái bệnh sao là do cái vọng tâm hoạt động. Mới thấy ban đêm hoạt động thì thấy cái cảnh giới, cái thế giới mà kêu bằng nhắm mắt chim bao. Khi mình nhắm mắt ngủ quên, cái thân nằm ở trên giường, mà chim bao thì có cái thân chim bao à, cái thân chim bao đó bị người ta đánh cũng biết lao an lồ, cũng biết ngon hay không ngon ha, lụng nóng biết nóng, lụng lạnh biết lạnh, tất cả đều như cái thân này vậy à, cái thân hẹp vậy ha. Nhưng mà tới từng tỉnh vậy đó thì cái thân chim bao mắt à. Vậy cái thân chim bao đó ở trong chim bao đó, bị người ta mà lủi theo muốn giác á, sợ lắm à. Cái sanh tử ở trong chim bao đó cũng như sắc sanh ở trong chim bao, sắc sanh đó theo quý vị đó, có trong sinh bao sắc sanh mà có sắc sanh không? Không có. Bởi vì sinh bao là gốc sạch, cái thân sinh bao đó sắc sanh thì đâu có thật, bởi luôn cái thân sinh bao còn không thật mà, cái đó là cái nhắm mắt sinh bao, rồi bây giờ đó là mở mắt sinh bao.
thì cái thân này cũng không thật ấy. Mình thấy rõ ràng có sanh tử nhưng mà sự thật là không phải. Thì ở trong mà Bát Nhã tôi có giải thích đó. Tại cái tâm hoạt động cũng như cái thân mình xoay á, thì thấy căn nhà nó xoay. Căn nhà xoay đó là dụ cho sanh tử luân hồi. Căn nhà ngưng xoay đó thì dụ cho mà cứu kính Niết Bàn, tức là cái sanh tử ngưng loại rồi, bất sanh bất diệt là Niết Bàn, không có sanh tử nữa. Cái thân là dụ cho cái vọng tâm nó hoạt động. Cái thân xoay, mới thấy căn nhà xoay. Căn nhà giống là không có xoay. Không có xoay làm sao có ngưng xoay. Cho nên đó, sanh tử luân hồi chẳng phải thật. Cũng như căn nhà là giống là không có xoay. Thì sanh tử luân hồi không có thực, Niết Bàn cũng không thật. Nếu mà căn nhà thật có xoay đó thì mới có cái việc mà ngưng xoay đó. Căn nhà giống không có xoay làm sao mà có cái việc ngưng xoay. Cho nên chúng sanh đó, có sanh tử cũng là không thật. Thì chúng sanh Niết Bàn thành Phật cũng không có thật. Bởi vì căn nhà giống là căn nhà thôi, không có xoay và ngưng xoay. Đó. Nhưng mà bây giờ đó mình đưa ra ngoài tiêm bao, còn ở trong tiêm bao cũng như mà mình nhắm mắt tiêm bao mình phạm tội, trong tiêm bao mình phạm tội thì có tánh thủ tiêm bao nó bắt mình chịu tội, có cái nhân quả tiêm bao. Nếu mà mình được thức tỉnh rồi ra ngoài tiêm bao thì tánh thủ tiêm bao ở lao mà tìm, còn tội gì mà bắt mà cái thân tiêm bao cũng mắc rồi làm sao mà bắt, làm sao chịu tội. Cho nên sư Phật sư tổ đó là cần mình thức tỉnh được ra ngoài tiêm bao thì cái vấn đề tiêm bao khỏi cần giải quyết, tự nhiên nó giải quyết. Nhắm mắt tiêm bao thì sáng nó sẽ thức tỉnh, còn á mở mắt tiêm bao đó không bao giờ thức tỉnh được. Phải tham thiền, tham tới chân tâm thì lúc đó mới là thức tỉnh. Tới từng thức tỉnh rồi đó thì cũng như Kinh Lăng Nghiêm đó, khất lai quang thế gian cũng như chim bao vậy. Du như mộng trung sự đó. Tức là trở lại xem vật thế gian mới biết là chim bao. Bây giờ thì không tin, bây giờ chỉ tin cái nhắm mắt chim bao, không chịu tin cái mở mắt chim bao. Cho mở mắt chim bao là thật, nhắm mắt chim bao là giả. Nhưng mà sự thật đó, nhắm mắt chim bao với mở mắt chim bao nó bằng nhau, cũng là chim bao vậy. Nhưng mà tại bây giờ mình không có thức tỉnh được, cho nên không chịu nhận là chim bao. Cũng như mà nhắm mắt chim bao mình chưa thức tỉnh, mình cũng không biết nó là chim bao. Tới chừng mình sáng mình thức tỉnh rồi đó mới biết cái đó là chim bao. Bây giờ mình cũng vậy, mình lăn nhắm mắt chim bao nè thì không chịu nhận cái đó là chim bao. Chừng nào mình kiến tánh rồi thì tự nhiên chứng tỏ là chim bao. Nếu mà chứng tỏ là chim bao rồi đó thì ở trong chim bao đó đâu có cái việc mà sắc sanh gì đâu. Nhưng mà bây giờ ở trong tiêm bao đó thì phải có chịu cái nhân quả tiêm bao. Phải chịu cái nhân quả tiêm bao. Quả nén. Nhưng mà cái nhân quả đó là cái trong tiêm bao. Cho nên á phải thức tỉnh, càng phải thức tỉnh tức là giác ngộ, tức là thành Phật. Với thế trước Phật đó là tiếng Ấn Độ gọi là Phật Đà, dịch ra tiếng mình là giác ngộ. Giác ngộ tức là Phật, Phật tức là giác ngộ. Bây giờ đó nếu mà lược ở trong chim bao, giác ngộ tức là thức tỉnh đó, thì đó, tất cả cái việc chim bao đều giải quyết hết rồi.
Bây giờ không chịu mà thức tỉnh, cứ giải quyết cái việc ở trong tim bao thì giải quyết làm sao hết, không có giải quyết hết được. Đó, bởi vậy á, bây giờ cũng như mà ở trong tim bao đó, học hết tất cả giáo lý cao siêu, biết hết hơn thật thích ra, cũng là còn ở trong tim bao, cũng còn phải chịu cái nhân quả trong tim bao, cũng còn phải chịu cái dằn buộc ở trong tim bao. Nếu mà không có ra ngoài tim bao, không có ở trong tim bao thức tỉnh đó, thì tất cả đều mâu thuẫn. Cũng như cái thân tôi mà, rõ ràng là thân tôi là cha mẹ sanh nè, mà cha mẹ tôi cũng phải có cha mẹ sanh nữa, là ông nội bà nội, rồi ông nội bà nội cũng phải có cha mẹ sanh nữa. Một đời mình truy cứu có cha mẹ làm tiên à không, quý vị nghĩ coi có không? Bây giờ đó, theo khoa học phải giả thiết là có, vô lượng kiếp trước đó có cha mẹ lào tiên. Mà tôi xin hỏi cha mẹ lào tiên đó có cha mẹ hay không? Nếu có cha mẹ thì chưa phải là lào tiên, ở trên còn cha mẹ. Mà nếu không có cha mẹ, họ từ đâu ra? Họ làm ra. Rồi bây giờ nhà khoa học nói có thể giải thích là ban đầu là từ một hộp điện tử nguyên tử nhỏ xíu, rồi không thắng nó hình thành qua bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp rồi nó hình thành con người á. Bây giờ cho cái lý luận này là đúng đi ha, nhưng mà phải có cái sự thật cho mình thấy á. Cũng như người á, ở đàn bà có chữ á ha, một tháng nó có cái hình tướng một tháng, hai tháng có cái hình tướng hai tháng, ba tháng bốn tháng tới mười tháng tăng gia ha, mỗi tháng đều có cái hình tướng, mặc dù chưa thành người á ha, có mười tháng là thành người là tăng gia. Thì từ một hộp nguyên tử hình thành con người đó, nó không phải là chỉ ra là mùi giai đoạn thôi ha. Bây giờ đó mình giả thiết là phải một triệu giai đoạn, mà một giai đoạn không phải là một tháng, phải một năm, phải trải qua một triệu năm rồi mới hình thành con người á ha. Mình giả thiết như vậy. Nếu vậy á thì phải từ cấp có cái hình tướng mình thấy á, cũng như cái thai con người đó, thì mình thấy được á ha. Thì bây giờ mình thấy á, là thấy cái gì? Thấy cái giai đoạn thứ nhất là học nguyên tử, với thay luyện một triệu là con người, còn mấy cái kia không có. Vậy thì cái từ giai đoạn hình thành con người thì là vô lý rồi. Không có. Vậy á, rõ ràng tôi lai, rõ ràng cha mẹ sanh tôi lai, mà không có cha mẹ rào chen thì loại thứ nhất không có, loại thứ nhất không có thì loại thứ nhì không có, loại thứ nhì không có thì loại thứ ba không có. Tôi cái loại muôn muôn ngàn ngàn tới cái loại tôi từ đâu có, phải không? Thì là cái việc là biết mau thưởng, cái sự hiểu biết của mình đó không có cái ly không lại lũ, không có lại lũ được. Không những cái thân là cái thân chính cái mình đó còn không có thành lập được, cũng là cái ở ngoài ngoài thân mình, cũng như cái ghế này này, cái ghế này làm bằng cây ha. Thì bây giờ đó, nếu mà cái cây là thật đó thì trước tiên phải có cái cây ha, nhưng mà trước tiên đó có cái cây được không? Không được. Phải có cái hột giống của cây nó mới mọc lên cái cây ha. Chứ trước tiên là sẽ có cây là không được. Rồi bây giờ nói cái hột giống của cây đó
Trước tiên có hột giống của cây là được không? Cũng không được. Không có cái cây làm sao sanh ra cái hột giống của cây, phải không? Cũng như cây nhãn thì sanh ra hột nhãn, cây đào sanh ra hột đào. Nó không có cái cây làm sao sanh ra cái hột thì cũng mâu thuẫn ha. Nếu trước kia không có thì sau này làm sao có ha. Cho nên Phật gọi là vô thủy không có bắt đầu. Không có bắt đầu tức là không có sanh, không có sanh khỏi. Cho nên người chứng quả là chứng cái pháp vô sanh, không có sanh. Không có sanh thì không có diệt. Giống là không có sanh diệt thì làm sao có cái sự tất sanh. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong kim bao thì có. Thì có cái sanh diệt, có cái nhân quả kim bao. Mình không ra ngoài kim bao được thì phải chịu cái nhân quả kim bao. Cho nên đó, mình lúc mà nhắm mắt kim bao đó, mặc dù cái thân kim bao mình không thật, nhưng mà cái thân kim bao bị người ta đánh đó, biết đau, biết khổ. Cái thân kim bao đó khóc á, thức dậy mình còn có nước mắt. Cái thân kim bao đó gặp khủng bố á, sợ đó, thức dậy đó, cái tim mình đập. Thì cái thân kim bao mặc vào nó không có thật, nhưng mà nó chịu khổ chịu vui nó cũng thật. Nếu mà không thật tại sao mình khóc mình sợ? Nhưng mà tới chừng thức tỉnh đó, tìm thêm thân kim bao đi đâu tìm? Nhưng mà không có. Mà không có mà lại chịu cái khổ vui là thật. Cho nên á, muốn giải quyết cái vấn đề thứ nhất á, phải chân tâm mới được, phải từ tim bao mà thức tỉnh mới được. À. Kỳ thực là tất cả đều vậy, tất cả vấn đề khác như vậy. À, hồi nãy tôi xây dựng cái tăng này, xây dựng cái dê nào, à, cũng như học gà, trứng gà cũng vậy. À, nói con gà trước cũng không được, nói học gà trước cũng không được. Không có hột gà thì làm sao áp ra con gà, không có con gà thì làm sao sinh ra hột gà. Nếu nó tự nhiên nó có ở giữa hư không mà có, nếu có thì khỏi cần nhân duyên, tức là hột gà khỏi cần con gà sanh, con gà khỏi cần hột gà ấp. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Con gà phải hột gà ấp ra, hột gà phải con gà sinh ra mới có. Mà nếu nói mà nhân duyên thì không có cái nhân duyên lào tiên. Học gà cũng không có làm nhân lào tiên được. Con gà cũng không làm nhân lào tiên được. Không có nhân lào tiên. Không có nhân lào tiên tức là tự nhiên. Mà không phải tự nhiên thì phải nhân duyên. Nhưng mà hai thứ đều không thành lập được. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên. Chỉ là cái vọng tâm của mình tạo ra thôi, từ không có mà tạo ra thành có, cho bằng cùng tích tỉnh vô thành cư cửnh cư canh hữu. Từ đó
không có mà tạo thành có. Tức là có thì sanh ra không có, không có sanh ra có. Có chứ không là làm nhân với nhau. Thì cái đó là phải tự hỏi. Bây giờ là mình tham thiền đó. Là nhưng giải quyết cái vấn đề này đó. Nguyệt Khê Pháp Tháp xưa đó, ở trong cái tháp mà cái cuốn mà Thập Giáo Nguyện Trần Quang á, thì cũng có nói tới cái vấn đề này. Bây giờ mình sanh thành con người nè, kêu bằng dạng vật chi linh á, mà có cái ý nghĩa gì đâu. Gì? Nếu mà vì cái sinh sống á, thì tất cả động vật á, con chó, con trâu, con ngựa gì cũng có sinh sống vậy. À. Rồi nếu mà vì sanh con đẻ cái á, thì tất cả cầm thú cũng có sanh con đẻ cái vậy. Vậy mà mình là sự xưng là dạng vật sư linh, là bàn mấy cái động vật cầm thu sao? À, thì ngoài ra mình có cái ý nghĩa gì đâu. À, bởi vậy bây giờ đó người lời là lo cái việc sự sanh sống, lo mà sanh con lẽ cái. À, thì cứ lo cái đó. Cho là làm người là phải vậy. Thì chứ nhớ gì đâu thì bằng thành thú vậy. Còn á, bây giờ á, mình biết á, mình muốn biết mình sanh con thành con người là lẽ làm gì. À, trước tiên phải biết mình là cái gì. Mình còn chưa biết mình là cái gì thì cái vấn đề kia làm sao mà sanh khởi được. Cái vấn đề đầu tiên là phải giải quyết là mình phải biết mình là cái gì. À, rồi đó mình mới làm chủ cho mình được. À, rồi mới biết có cái vật khác đó, mới có ý nghĩa. Bây giờ đó mình không biết mình là cái gì. À, không có làm chủ cho mình được. Sanh không biết từ đâu đến, chết không biết đi về đâu, lại không muốn già nó phải già, không muốn bệnh nó phải bệnh, không muốn chết nó phải chết, tự làm chủ không được. Nếu là thật là tôi thì là có cái ý nghĩa làm chủ. Nhưng mà tôi làm chủ cho tôi không được. Tại sao? Tại tôi không biết tôi là cái gì. Cho nên làm chủ cho tôi không được. Ví dụ, cái vấn đề phải giải quyết. Biết tôi là cái gì. À, rồi mới làm chủ cho tôi được. Mới biết là sanh từ đâu lên, chết từ đâu, rõ ràng hết. À, thì cái đó là phải giác ngộ, phải thành Phật. Thì bây giờ tham thiền đó là muốn đặt đến chỗ này. Muốn biết mình là cái gì. Tôi chừng chân tánh là biết mình cái gì. Mới làm chủ cho mình. Mới tự do tự tại. À, khỏi bị cái sự ràng buộc. Cái chim ba. Thì cái lo lo mới là cái ý nghĩa mình bây giờ nên là có cái cơ hội mà làm con người đó. Mới được mà tương là dạng được đi lên đó.
Dạ Phật đó, tự tử cũng là thạm cái giới sắc sanh đó. Trong tám ảo nên được khỏi có vẻ pháp môn này lấy vô người một lần không vô tướng làm thể và vô tùy làm gốc và ngài thì có giảng thêm vô nguyện là người mặt dẫn nguyện chúa con hát tròn nguyên tố cũng chưa rõ thế nào là người mặt dẫn nguyện xin sư phụ từ bi thay thì có tinh thần. Cái niệm mà chẳng niệm đó, cái niệm trước là cái bản niệm, cũng như cái bản tâm, bản tâm, bản tánh. Thì cái đó đó, bây giờ đó, trong Phật Pháp nói nhiều tên lắm. Nói tự tánh, nói Phật tánh, nói bát nhã, nói mà thực tướng, nói pháp thân. Mặc dầu á tên lũ thứ muôn muôn ngàn ngàn thì cũng là nó là cái bản niệm. Cái bản niệm thì luôn luôn như vậy. Ngày đêm không có gián đoạn. Hay là từ kiếp này sang kiếp khác nó không có gián đoạn. Từ thân này, thân người sang thân trâu, thân ngựa nó cũng không có gián đoạn. Cái đó là cái bản nguyện. Còn ngoài ra cái bản niệm nói nên một niệm gì? Niệm lớn đó là tham sân si ha, là có niệm ha. Mà cho đến niệm từ bi, niệm sắc ái cũng là nói lên cái niệm, là không phải cái bản niệm. Nói lên một niệm tham sân si là vọng tưởng, nói lên một niệm từ bi bác ái, nhưng đối với bản niệm cũng là vọng tưởng, cũng là đã có niệm rồi. Ngoài ra cái bản niệm chẳng có cái niệm nào khác nữa, cho nên mới gọi là niệm mà chẳng niệm. Nếu có một niệm khác, một niệm từ bi, cũng là chẳng phải bản niệm rồi, cũng là một niệm tham sân si. Cho nên Lục Tổ nói đó, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Họ nghĩ thiện cũng là niệm, nghĩ ác cũng là niệm. Nghĩ thiện, nghĩ ác đều chẳng phải bản niệm. Thì ở trong bản niệm là nói lên cái niệm rồi, chứ không phải mà niệm mà chẳng niệm. Niệm mà chẳng niệm thì chỉ có bản niệm, ngoài ra bản niệm không có cái niệm gì khác nữa.
Thọ đa, gõ đa là chết. Còn á, cái bản niệm mình là linh động, làm cái gì cũng được. Mà để muốn làm cái cũng như chư Phật, Bồ Tát, làm gì có niệm không? Tại sao vậy? Nó không có qua sự tác ý. Tác ý thì niệm, nó làm cái gì đó là dạng ra cái dụng của tự tánh automatic, nó không có cần tác ý. Cho nên á, mặc dầu nó không có nói niệm nhưng mà nó cũng làm việc, tất cả việc gì nó cũng làm được, à, độ chúng sanh, à, tùy cơ mà độ, mà không có qua sự tác ý. Chứ không phải là không có biết cái gì hết như cỏ lá. Sau trận diệt thì có liên quan thế nào khi khi tự tự nhiên tự dạy cho chúng con? Thưa Phật, thưa Tổ, đối với đường cờ thì đường cờ đó mà thức pháp, thì á đừng cứ hỏi tức tam tức Phật á, thì tổ mới trả lời theo nha. Cái bản niệm á thì ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đó ha, tăng diệt lìa tư